Đời xa ta nè thằng ngày ní chỉ thằng ngày khu lực thì đọc bay cho nằm ba khu lực thì đọc bay cho nằm này ca đặt bình chôn prasad prahi chia sầm mắt bay tệ cập hoàn bị phục lộ ba chẳng cho nằm bị bòn bẩm bay đài Campuchia bao nhiêu bạn bị chôm chỉ mùi nâng nè Thái nếu ai prum này cả nó khi tự dục bỏ ra miền nếu tin nụ nếu bị lại miền cao vi bởi dụt khỉa và chỉ mùi nâng Thái nếu tạm prum này nơi xa tay bà xa bà vi hiền nâng ấy và bần thái cao y mò Campuchia bao nhiêu chỉ bởi xe rí ra thập bởi bà lục bàn to su tam phơi chữ mập và to su tam phơi chữ mập rồi hốt từ tu ban bà sát bà vi hiê rồi bỏ dưỡng từ ban từ tu school chia ông đại chiết để từ ban đặt bình châu bà sát bà vi hiê nữa chia sẩm bát bình tịnh của phong bị phục lộ và để phong phục lộ sẩm nay có ban thay nếu không nông phết phá lâu ca đó bỏ xâm lạch phóng đài đè xâm lạch bàn và chạy thà nếu thằng ngày đi khúc lực thì đọc bấy nế ca chốt bằng chi bà xa bà vỉ hía chia sẻ mặt bạch tệ gặp phón bị phục lộ bẩm bơ cả đá bì bòn bẩm bấy bẩm bơ cả đá bì bòn mà phầy mùi đại chỉ bất tạ ca lăng ca bì thằng ngày thì bẩm bơ cả đá bì bòn bẩm bấy trâu ban chặt túc chỉ biết được cả vật ra sao mùi bà kết chập tăng bị Campuchia từ tù bàn bà sát đo bị sất mùi ni cái này cái đấy lư bà tế thái bà nếu tôi là ca ơn đại chiệt thì cổng là ế nếu thằng ngày tí đập rám khai mị thừa nai cho năm mà bọn bà mua đôi học sập bì bà sát bà vì hiê chia bà sát đo bị sất rồi bỏ Campuchia để thất nâu lư phân nông đoàn rây trâu ban cho bệnh chi chia sẩm mắt bệnh tệ cập hoàn bị phục lúc bản miên cách bệnh chung lực tì xam sẽ bí rồi bỏ cả nạc cầm tì ca bệnh tệ cập hoàn bị phục lúc rồi bỏ ông ca UNESCO ca bị thay tì bẩm bơ khai cả cái đá bị bọn bẩm bày nếu tì cổng gây bích của tì Canada bạn ní hờ để chia xa mối để dùm lại tùm lịch ở khơi nếu bê ca to su phần này lâu chế bạc tình tâm năng cả vi bồi dưỡng kia đòi cầm lăng mùi prào plau cho bắp có đá hay năng plau cầm lăng có phử và cho bờ dương mình phư mày cợt như vậy à lại ta to và phải plau cho bắp cầm lăng chỉ liên biên chế ta bờ to chỗ miền bờ sệt được ấy và chẳng tôi đã tụt tôi lại bà theo tụt ra bà chẳng ở ní chia ca rầm lịch ở khơi bằng phôn bị chia bộ rót hôm nay dùng tu trang bữa tết mình ai bấm click bàn lại chà bà mình ai bấm click bàn lại nè sau khi chỉ mũi nâng bà sát đo bị sệt rồi bao dương chỉ tròn nếu không bữa tết Campuchia đại tây ban từ tu school đòi ông ca UNESCO dương có ban sáng kết khơi miền qua đó mình không bàn tay sẵn cúm chỉ cho ban đi quân nâng lực lượng ở đăng thả nâu ai bởi tế thái ai lâu có miên ca sang song bà sát mùi sở điên bà sát ổng cầu vọt để thật nâu khó nóng tức đây khát bởi tế thái cứ khát bò rây rằm bà rồi bỏ bởi tế thái hai ca song sai mũi để kết thả thay ai chấm long tam ra chân à bóp bà sát ông cô vọt rồi bỏ Campuchia rồi bỏ dưỡng hai dân khơi bỏ ra miền tam bản anh dân cúm hai có ban rùm lịch ở khơi rụp hiếp đi thả ta thấy bà sân chìa miền ca sang song bà sát ra chân à một sở điên chìa mũi nâng nè
ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងពិតមែននោះគឺជាការខុសច្បាប់ជាឋានៈអន្តរជាតិហេតុអីដោយសារប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដោយអង្គការយូនេស្កូបើសិនជារចនាបថប្រាសាទរបស់យើងដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីថែទាំដោយអង្គការយូនេស្កូទៅហើយ ប្រទេសណាមួយដែលចង់យករចនាបថបែបនេះទៅសាងសង់ដរាបណាតែមានការឯកភាពនឹងយល់ព្រមពីអង្គការយូនេស្កូបាទវាជាសម្បត្តិដើមរបស់ខ្មែរមែនប៉ុន្តែឥឡូវក្រុមការថែទាំមើលការខុសត្រូវរបស់អង្គការយូនេស្កូដែលជាអង្គការដែលគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងមូល បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយករចនាគឺថាឡាយសិនតើគឺតារាបណាតែមានការសុំការអនុញ្ញាតបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាក្នុងករណីមួយពិតប្រាកដមែនឲ្យមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតជៀសវាងការគ្រាន់តែសម្ដែងពីអារម្មណ៍ហើយត្រូវដោះស្រាយដោយការងារកំណត់ទូត បាទកំណត់ទូតបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងជាច្រើនក៏ពេលដែលឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ហើយសួរនាំរកខុសត្រូវនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយប្រសិនបើមានការចម្លងតាមរចនាបថប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរពិតប្រាកដមែនបាទក្រោយពីទទួលដំណឹងពីការសាងសង់ប្រាសាទដែលមានការសង្ស័យថាចម្លងតាមរចនាបថអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានចាប់ផ្ដើម
bà nà khla bà kịp bà nà ní bà tam nè 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 cơ xuân vập bà thoa rồi bà Campuchia bàn thư ca bầm phư chân người lâu ní khang cơ xuân lục bàn cho tàu bình nà thay hai nè nâng xạ xu tầm nẹ tầm nôn chưa mùi nâng khang phía kỳ thay bà hai khang nẹ nòm phía đồ bọc cơ xuân vập bà thoa có bàn bất chợt khạc khạc đây bộ đôi khăn TV và xung chi. Prasat cầm bộ bay đã sang song nơi nông vật phù màn phá nơi khai bồ rầy rắm đã mình cầm rung lùm nóm ra chẳng nạp bắt sở điên nâng Prasat ông cổ vật khám ái. Trời bàn nẹ lên bằng đánh sang cúng mình Pratikam. Facebook chmua bồ ra nà cha bàn bồng hành thà. Prasat nút mình chmua xây hạ nô cố bàn chập đàm sang song. Cả bị thay tìm rắm khai mê xa chân nằm bì bồn mọc phầy mùi. Nông phùm bàn nông bồ rái, khôm bàn sân, sọc niêng vốn khai bồ rầy rắm. Đà cừng nâng bánh chập chân lọc bì bàm bì tư bàm bây chân nằm kháng mục. Facebook nút bàn to thà ca sang song nút mình chi lùm nôm ra chân nạp bắt Prasat ông cố vót. Bàn tay mình cùng bù bầy. Bẹ bôn tân nâng bà nhà hà ni lục lông bồn nà sẽ rầy vót nẹ nôm bịa cửa xuông vào bà thôn nâng vị trật xe lập bạ bàn ảo đăng thà. Cửa xuông bàn tệ tôn tờ ảnh nhà thô chết áp xa ra đàm bây xa xông plong cùng rú nê ca sang song Prasat nụ. Đào xa tay tù Prasat nâng cơ bộ cơ bạch ra chân nà nâng mình tôn chân chi rụp riêng nơi lời. Lúc thà bàn tổ tù bò mình bạc thâm thà ca sang song Prasat nụ mình cũng phụ bấy xâm rập thơ chì bụt mừng đô tục chìa ti cổ rụp. Bầu chìa tạm bạp sạch nà. Lúc bình chạy thà bà mình rộ bài ca chạy lẹ bì ca sang song Prasat mấy đài chìa ca châm lông. Sở đình kia nâng Prasat ông cổ vật rộ bạc máy nụ Campuchia nâng tệ tông chư mùi nâng cửa xuông ca bò rợt tế đâm bầy đá sài chư mùi phía kỳ thái tạm nì tệ vị thị. Tại bà ca sang song nước mình ca bình chạy bì ạ tạc sinh nhán thà chìa Prasat ông cổ vật đồ bọc máy. Nâng mần mên chìa ca thơ bình nè chìa căm. Vìa cư chìa ca lực stuối đo vào bà thoa nâng kê chú múc đồ bọc Campuchia. Lột bình chạy thà con lông mốc thu lọc mình ca sang song ra chân áp bọc Prasat Campuchia thơ chìa sân thà kìa mà đồn rụt bọc hái. Cư cửa xuông vào bà thoa bàn sân xông tam nì tệ vị thi tờ căn cửa xuông ca bò rợt tế ondra cúm tam ca
ធ្វើអាជីវកម្មនោះនឹងស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសពីភាគីកម្ពុជាដើម្បីទៅពិនិត្យលើសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនោះព្រោះជារចនាបថដើមដែលចម្លងចេញពីភាគីកម្ពុជាបាទប្រិមិត្តតាមពិតទៅមានប្រិមិត្តខ្លះគាត់លើកឡើងថាចុះបើគេគ្រាន់តែថាចម្លងអញ្ចឹងវាជាល្បីរបស់យើងដែលសំណង់បុរាណរបស់យើងតាមិនឲ្យគេសាងសង់ទៅបាទមែនទែនទៅបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាច្បាប់គេហៅថា license ណាចាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងហើយជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងគឺសំបីតែយើងនិយាយកុំនិយាយឡើយថាសំណង់បុរាណសំបីតែលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនរកស៊ីដែលគេមាន brand name ល្អល្អហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែទៅទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីគេបានយើងមកធ្វើបានចាជាក់ស្ដែងលើកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិហកមាសគឺសិតតែទិញសិតទាំងអស់យើងត្រូវទិញចិត្តអញ្ចឹងបាទមិនមែនថាមិនឲ្យគេសាងសង់យកគំរូយើងដល់យើងល្អថាទៅសាងសង់មិនបានទេប៉ុន្តែវាទៅការសុំអញ្ចឹងចាបាទសុំអញ្ចឹងដូចអៃដាំសុកទូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាណែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាច់ភ័យពេកទេពេលនេះគឺសតវត្សទី21ទៅហើយហើយណែប្រាសាទរបស់យើងបុរាណរបស់យើងត្រូវបានសាងសង់តាំងពីសតវត្សទី12មកម្លេះចាបាទសតវត្សទី12មកម្លេះអញ្ចឹងអ្វីដែលជារបស់យើងវានៅតែជារបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែតស៊ូនិងដោះស្រាយគ្នាដោយផ្លូវច្បាប់ហើយតកតងជាមួយនឹងប្រាសាទរបស់យើងដែលបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិពិភពលោកទៅហើយនេះអញ្ចឹងយូនីស្កូគេដោះស្រាយខ្លួនគេបានគេនឹងយកច្បាប់អន្តរជាតិទៅនិយាយបែបអញ្ចឹងយើងខ្មែរយើងយើងតវ៉ាតាមកំណត់ទូតចាបាទព្រោះនេះជាយើងទៅឆ្លងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយយើងតាមរយៈកំណត់ទូតយើងដាក់ស្នើជាកំណត់ទូតដើម្បីគេបំភ្លឺមកបាទបំភ្លឺមកគេធ្វើទងទីរបៀបម៉េចទំហំម៉េចណាធ្វើជាប្រាសាទប្រមាណណាកំពូលប្រមាណនេះប្រមាណអញ្ចឹងទៅហើយបើជាទម្រង់ដូចអាហ្នឹងច្បាប់ license របស់យើងដែលមាននៅតម្កល់នៅអន្តរជាតិរួចជាស្រេចយើងឲ្យដែលច្បាប់អន្តរជាតិដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺយើងដោះស្រាយផ្នែកផ្លូវច្បាប់បាទព្រោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់ច្រើនបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងសម័យកាលនេះយើងគ្មានអីក្រៅពីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយបាទយើងធម្មតាពីប្រវត្តិអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរបើយើងរំលេចឲ្យដឹងពីអតីតកាលដ៏យូរលង់រាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំវាសិតតែមានប្រវត្តិបាទប្រវត្តិដែលមិនល្អបាទវត្តមិនល្អប្រវត្តិប្រទេសនេះបាត់ដីប្រទេសនោះបាត់ដីប្រទេសនោះរំលោភយកដីឃើញទេវាមានទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាយើងយកអាប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅអានោះវិញពេលខ្លះវាពិបាកប៉ុន្តែគេនៅតែរំលឹកជាគេហៅថាខូបប្រចាំឆ្នាំអីចឹងទៅចាជាប្រវត្តិជួចត់អីចឹងជារំលឹកចឹងទៅចារំលឹកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងបានដឹងហ្នឹងហើយចានេះនេះប៉ុណ្ណឹងទេចាខ្ញុំនិយាយទៅឆ្នាំ2008ដែលយើងដែលបានតស៊ូទាំងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធគ្នាផងព្រោះកាលនោះនៅប្រាសាទព្រះវិហារក៏ប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រាសាទតាមន់ឧត្តមមានជ័យក៏ប្រយុទ្ធគ្នាឆ្នាំ2008នោះគឺខ្ញុំនៅសារព័ត៌មានណែកម្ពុជាថ្មីហើយនឹងទូតនៅទូតអប្សរាខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាននៅ
đập bon bờ sát bèo vì hìa đa ở chiều mũi con tọp bà là hốt đó lăng từ lưu chấm nói phun tọp để chia chấm nói mũi để chấm cù đau để cặp lưng thông thọ đập bò thay phao một chỗ hay dương cái chia chấm nói cúp sầm nào cho từ ở càng tịch đầy thay bà khi ông nhẹ do qua miền đầu tiên lúc khi ông chụp ở hai bà chụp chẳng bàn thà này hay bà này thà vay phong cho cha phong nè tam phần này thâu sắp mắp ai cả xa để dương miên bằng so tốt ca pi sầm tay ta dương để chân nhạc ở đây nếu thì còn lại ê nằm bọn rồi học sắp pi đồng rồi tờ hời dương miên sắp mắp chắc nông rồi chỉ sạch bởi bạn chẳng tấu chuyện tuân ai cả xa mũi để thua ở đi rồi tập ba không ngần nát để sầm lại để cho chuyện dụ đoạn tây lúc bàn to xu và to hôm nay chơi chụp ảnh và hôm nay chơi chụp ảnh rồi hốt bàn và sát bè vì hiền nưng cho mình chỉ chia sẻ mặt bệnh tệ của phong bị phục lúc nửa ngày thì bầm bơ khai cạn cả đá năm bị bòn bầm bay và chẳng bị luôn bất chia lùm ba bàn tay bờ sân thì dương mình lùm ba dương mình ba nào quấy đây chứ kê đầm này là đôn ta rồi bỏ dương một mình thì dương ở từ từ đại ông bỏ kê đi dương vô tay là bỏ luôn này dương ca pi là bỏ dương ba bỏ dương thì ba chẳng bỏ vọt ra nè à, để khi ông từ vô bỏ miền pi luôn ai à, nhưng lực lượng tích này nếu pi này chập đâm để tăng tay lư cơ pu bà sạt nên chấm nói vọt cây sẽ khá cái đi xóa ra vì nó kháng tòa thay chút khám áo nó cứ lợi mốt cảnh cặp lứa cái lãnh vọt đòi chân tứ nè kháng cái nạ rọt trây lúc bàn ôi công nẹ xa bò rồi miên bộ phí lúc toàn dụt cái nếp bởi tay kháng thiên chút khám áo thay lợi mô bà sạt ra để ta mà dạ đồn chi vào cái nó tài chi nó lợi mô lừa nó nè để hiên cái cầu màu này đòi trắng chập đam từ bốn cứ nè khang cái đạo đoàn tây riệp chom ở miền nhạc cái sai miền nhạc cái sai không sốc miền nhạc cái sai cào sốc mà nên là cái sai bỏ tê ấy nưng nếu không sốc vai nưng ở từ gió qua miền to nè bây là thái liên biên châu không phải sạt dương đào bây trường tấu nhóm chỉ lực tim mũi ấy để cái ao chi elico lực đồng bông ấy từ chi nó phải liền rồi mình thầm mà đã hết chả chi ấy là hai đội hai chi đồng bông một phút này cái ai cắt chập đá một đồng bông như ta ở đây chàng chỉ sợ vải chặt ra từ đó nó vẫn thấy là rong mũi thầy lại từ đó đặt cho mà cái này từ hiền thầy đó cái nhập vô tiếp cân chặt rồi hai khang nhẹ đi chăm cái đại đoàn tây ta ở nhẹ cái xe trang phẩm mà nó cứ cắt chmu ai cắt lấy tu được sáp hai cắt lấy tu sáp của bồn phong ai sai than tiền nơi lại na đấy ở đây đọc ổn nhà bây giờ tiền thấy những lấy trong lại đấy gì gì vừa vừa đi lấy trong lại nè đọc bây giờ ê ông gì ông ở đây tôi ở chọn tàu chọn ở đây đây là tớ đó nè ngày nắng ở đâu ở kia đó à chẳng có sao lại làng Elico tàu rồi đưa chia cái sai đọc nhẹ chiến là từ đó cho từ đó nâng hái hay xong mà bên đúng là lâu lại từ lứa về của bạn phong Elico đặt nơi chung ai ở hiện nơi chật phần mềm rồi hái bàn vô chập đầm đặt nhẹ cái sẹt đứng từ chụp trường phần mềm chập đầm đo lại từ lại từ y bà sạt đứng từ đó khuyên từ hiện chút khmau kia nơi chỗ nữa bà nơi tầng ỏi hà rắm tên nó mình tới hà rắm nó về đến khơi nhưng từ hiện chút khmau bó thay cho anh lưu bà sạt bao dương à rắm dương kết than nè ói anh đào pi lưu bờ sạt dương kia nâu bạch hải hải tá dương ai dột một vinh ban đôi vị thi nà chân dương kết tha bờ nâu lưu nâng miền sất ở cầm lăng và đạp ở bụt hải nè này chân dương ta chia mình phát bị cặp tu hộ đi và chia mình phát nâng ngày nâng pi luôn bờ bọt nâng miền rừng ráo chân tiết để cái dòng nơi tin nước dòng từ dòng phong miền chim bùi nâng từ hiền nơi chùa mục tại dòng phong miền nơi tin nước chẳng bàn tay miền côn mau căn nâng luôn đôi chia sẻ ngày nay ngày nóng không chim bùi kia ai và ở côn về mình nè dương đo mong bắt hai vẽ tim mũi tận tay
Tôi xin cho nên các bông tết này cứ ban bình chân dụ ba lo lo mình tên chăm to phiền nơi vẹt cào ấy ba ba ở quân về mình ba ta xong pe xem lại anh ta ba tới chiếc giường chụp khnề bắt đầu vẹt tiếp đi.